Anh ơi, cho hỏi đường đến chỗ Quảng Trường ở chỗ nào ạ? Quảng Trường ngược lại đây. À, đi thẳng đây. Vâng, đi thẳng ngược bên kia. À, vâng, vâng. Rồi, cảm ơn anh. Anh ơi, anh cho tôi hỏi đường này rẽ vào Quảng Trường đấy đúng không? Quảng Trường đi đường nào? Rẽ vào Quảng Trường ấy. Chỗ kia à? Hả? À, vâng, vâng. Đường vào.
sau. Thank you.